tránh cái đi. Cao ạ. Kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt cho đội thể dục thể thao thôn Đăng Hội xin gửi tới quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Chúc mọi người có một cuộc sống luôn bình an, vui tươi, thành công và hạnh phúc. Thưa quý vị, cách đây 78 năm, vào tháng 8 năm 1945, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân vùng Nam đập tan xiềng xích chế độ, thực dân phong kiến và giành lại nền độc lập cho dân tộc ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Trước quốc dân đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời trịnh trọng đọc tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với thế giới nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mở đầu một kỷ nguyên mới cho dân tộc quỷ nguyên độc lập tự do. Hôm nay trong không khí hân hoan chào mừng lễ kỷ niệm 78 năm ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, đội thể dục thể thao thôn Đăng Hội rất và trân trọng gửi đến quý vị chương trình văn nghệ với chủ đề Nhớ ơn Đảng và Bác Hồ kính yêu. Mở đầu chương trình là bài múa Bác đang cùng chúng cháu hành quân, nhạc và lời huy thục. Xin quý vị cho một tràng vỗ tay thật lớn để cổ vũ ạ. Thả nó ra, thả cún ra. Thả cún ra. Ơi. Thả cún ra. Cho nó chơi. Alo. Alo. Thank you.
xin cảm ơn toàn thể các bác sĩ, đề nghị toàn thể nhân dân cho một phần quân tay. Hả? Thì ghép vào không hả? Vâng, nối tiếp chương trình, trèo là một nghệ thuật truyền thống của quê lúa Thái Bình. Ai yêu Bác Hồ Chí Minh non thiếu niên nhi đồng. Ai yêu Bác Hồ Chí Minh non thiếu niên Việt Nam. Để phát huy truyền thống của dân tộc, nối tiếp chương trình, xin mời quý vị cùng đón xem chương trình của các cháu thiếu niên nhi đồng thôn Nam Hội biểu diễn tiết mục bài múa trèo. Xin phép được bắt đầu. Ông đang xoay bình thường à? Khỏe lắm. Alo, các em chúng ta dàn hình đi. Chúng ta đừng nghe em, chúng ta kết nhau một sải tay. Các em khẩn trương. Alo, alo, alo. Các em kết nhau một sải tay đi. Thành hai à, các em thành hai anh đi. Các em đi về đằng này đi xem nào. Các em chú ý này. Chúng tôi đề nghị toàn thể các em chúng ta là hàng dân thân an thật. Đây chưa nào. Ờ, công chí của đảng, công chí của đảng, công chí của bản nhạc. Alo, mời đồng chí thống chí thi đoàn. Chúng tôi đề nghị đồng chí thi đoàn, công chí về bản nhạc ý. Các em ổn định đấy. Các đồng chí phần chưa đồng chí được nhà nhé. Cắt video chất lượng hình ảnh nó thấp. Các em ổn định chưa? Để dài bình thường. Các em chú ý. Các em đối chiếu làm sao không ngang thẳng xem nào. Đây. Các em chú ý nhé, mở nhạc. Thank you.
đưa về quê ta. Hãy subscribe.